情去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘，迎着风雨奔跑，拖着泪渍，半生未叹。与其说你等我把这一场青春偿还，不如再赌一整看风会不转。爱到错骨扬灰，只在皮肉受，谁能带着伤口还要走出蔷薇，拥抱注定荒芜，遗憾也是种满足，人潮人海之中我一定找到你。Tập 42。Tôi quyết định tạm thời rời khỏi Hồng Kông, cùng Tiểu Ngọc về Singapore. Anh mới tới quản lại, sao có thể rời đi như vậy? Còn bao nhiêu dự án vẫn đang lên kế hoạch, cần anh đích thân xử lý. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của anh trong giới điện ảnh, mọi việc anh đều có thể quyết định. Chỉ còn ngày và đêm thì sao? Nên giải quyết thế nào? Chúng ta không thể ngừng quay vô thời hạn mãi vậy. Nếu anh bảo tôi quyết định, tôi lập tức sẽ quay cắt ngang. Đâu thể làm vậy được. Nhất định phải để Michael hoàn thành bộ phim này. Michael vốn sẽ không nghe lời tôi. Trong lòng cô ấy chỉ nhận anh là chủ cô ấy, chỉ trao đổi với anh. Ngoài ra, Hội đồng Bảo Nhật Bản cử người đến bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Hollywood cũng là nhà sản xuất phim, có hứng thú với bộ phim võ hiệp chúng ta, còn đặc biệt đến rạp chiếu phim ghé thăm anh. Nếu anh không có mặt ở công ty, công ty sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Anh có thể vì lợi ích công ty tạm hoãn việc rời đi có được không? Tôi đã không còn thời gian nữa rồi. Bệnh của Tiểu Ngọc đang dần dần chuyển biến xấu. Cô ấy cũng đang dần dần mất đi ký ức. Mỗi ngày cô ấy đều vẽ đi vẽ lại một bức tranh, không ngừng vẽ. Hình như trong trí nhớ của cô ấy bị mất đi một khoảng ký ức. Tôi phải giúp cô ấy hoàn thành bức tranh đó. Tôi phải đưa cô ấy về lại nơi trong bức tranh đó, tìm lại ký ức vụn vỡ đó. Cho dù công ty tổn thất bao nhiêu vụ làm ăn, tôi cũng nhất định đưa cô ấy về lại Singapore. Tôi biết anh rất yêu vợ anh, nhưng bản thân là ông chủ của một công ty, dưới tay anh có trên 1.000 nhân viên đang đợi anh nuôi sống. Anh cũng nên lấy lợi ích của công ty làm trọng, không thể vô trách nhiệm bỏ mặc đi như vậy. Cho dù tôi là quân dương một nước, tôi cũng sẽ lấy gia đình làm trọng. Anh quá không lý trí, bị tình cảm chi phối nên mới ra nhiều quyết định sai lầm như vậy. Anh vì bay khôi, cho ngược quay, lãng phí tài nguyên. Anh vì khổng lệnh tiệp, chẳng nhìn từ tổn thất, nhất quyết phải tiếp nhận nhất minh. Mà giờ, anh lại vì vợ anh bỏ mặc việc làm ăn, để một mình tôi chống đỡ cuộc diện rối rắm này. Thẳng thắn mà nói, anh cũng rất rõ, bệnh của cố phu nhân vốn không còn cách chữa trị rồi. Cho dù anh có cố đối tốt với cô ấy thế nào, anh đưa cô ấy về Singapore, cô ấy cũng sẽ không nhớ lại được đâu. Diên Mai, không hay rồi. Tiểu Ngọc, còn cả Tiểu Quân, họ đều mất tích rồi. Sao có thể như vậy? Được rồi, xin đợi chút. Giờ tôi không có tâm trạng nghe điện thoại. Là tin tức về người nhà anh. Tiểu Quân,
anh lại biến bản thân mình thành như vậy? Anh như vậy là bị tội giết người đó. Tại sao lại bắt cóc người nhà tôi? Vợ tôi đâu? Anh có làm hại cô ấy chưa? Tiểu Quân, Tiểu Quân đâu? Tôi không biết. Thì ra anh sơ suất đến vậy. Đến giờ mình cũng không biết ở đâu. Tôi còn tưởng anh rất yêu cô ấy. Sớm biết vậy tôi đã bắt cóc luôn rồi. Cũng dễ đợi anh nhiều tiền hơn. Cảnh sát đang truy nã anh. Anh bắt cóc Cố Quân, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi cần tiền chạy trốn. Tôi phải chạy trốn. Tôi có thể đưa anh tiền, nhưng tôi xin anh đừng làm hại Tiểu Quân. Văn Bân, tôi khuyên anh hãy bình tĩnh lại. Đừng sai lầm nối tiếp sai lầm. Anh im miệng đi. Tôi có ngày hôm nay cũng là do anh hại. Không phải anh, không phải anh dẫn dụ vợ tôi, phá nát gia đình tôi, hại tôi mất đi cân bằng tâm lý, phá hỏng cả cuộc đời tôi, còn cho người lừa tiền đầu tư của tôi. Cả đời tôi đã bị anh hủy hoại, đều là do anh. Anh có từng nghĩ đó có thể là báo ứng của anh? Anh có nhớ ban đầu anh đã lừa tiền anh trả của anh thế nào không? Đừng làm chuyện xấu nữa. Tôi khuyên anh cải tà quy chính, quay đầu lại là bờ. Đừng phí lời. Mau đưa tiền cho tao. Mau đưa tiền đây. Văn Bân, đừng bắt ép tao phải giết người. Chú Tư, Văn Bân, Hồng Văn Bân, mau bỏ dao xuống. Anh đã bị bao dây rồi. Tôi khuyên anh mau bỏ dao xuống, giơ tay đầu hàng mới là lựa chọn duy nhất của anh. Không, tao không muốn ngồi tù. Tao muốn nó phải cùng chết với tao. Dừng tay. Tiểu Ngọc bị lạc đường, cũng may có người đưa cô ấy về. Bác sĩ nói các hoạt động cơ thể của Tiểu Ngọc đã có dấu hiệu thoái hóa, ngày càng suy nhược hơn. Vậy tiêm ấy có thể quay lại Singapore được nữa không? Xin lỗi, anh không thể đưa em đến công viên hàng ngạn tìm lại ký ức của em. Bác sĩ nói sức khỏe của em quá yếu, không thể ngồi xe hành trình dài về Singapore nữa. Anh nghĩ em luôn dây dứt nhớ về nơi đó. Điều đó chứng tỏ rất quan trọng đối với em. Đáng tiếc là anh lại không thể sống trong thế giới hồi ức đó của em.
Ngồi đi. Bệnh của ông Dương thế nào rồi? Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng dần dần. Nhật Hà cũng đã đồng ý thay dì chăm sóc ông ấy, nên chị mới an tâm qua đây. Chỉ là bệnh của Tiểu Ngọc hình như ngày càng nghiêm trọng hơn, không những ký ức mất đi, bây giờ đến nói chuyện cũng không nói rõ ràng nữa. Cái chết của Lệnh Tiệp là cú sốc quá lớn với cô ấy. Giờ con người cô ấy trở nên u uất trầm cảm, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Chị vẽ đi vẽ lại một bức tranh, em cũng không rõ tại sao. Chị cũng có thấy, tuy vẽ rất lộn xộn, nhưng dường như có thể nhìn ra được cô ấy đang vẽ về một công viên hoàng hạ ở Singapore, là nơi Lệnh Tiệp thường đưa cô ấy đến đó vẽ tranh. Đó là thời điểm tình cảm tốt nhất của họ. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Hôm nay em vẽ gì vậy? Em đang vẽ. Đây là công viên hàng ngàn ở Singapore đúng không? Khi nào anh mới đưa em đi vẽ tranh đây? Chúng ta có thể đi ăn bên ngoài trời, đợi khi mặt trời lặn sẽ quay lại cảnh hoàng hôn. Được. Đợi tinh thần em tốt lên, anh sẽ đưa em đi. Được. Vậy chúng ta bắt méo tay. Cảm ơn anh, Lịch Tiệp. Hãy dắt đến công viên hàng ngàn. Tiểu Ngọc lại coi mình là Lệnh Tiệp. Cô Mai Khôi, tài xế công chủ cố đến rồi, đang đợi cô dưới tầng. Cô bảo anh ấy đợi lát, tôi đang tìm hộ chiếu của tôi. Cô hẹn với ông chủ cố, không cần đem hộ chiếu sao? Tôi muốn tìm hộ chiếu, nó không chừng sẽ dùng đến. Ông chủ cố đang ở đâu? Ông ấy đợi cô ở xưởng phim Cố Thị. Anh ấy muốn đến trường quay làm gì? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Vậy anh có nghe nói chuyện gần đây anh ấy đặt vé máy bay dự định rời khỏi Hồng Kông không? Có. Trước đây tôi nghe ông ấy nói muốn ra nước ngoài. Ngồi đi. Đây là kịch bản chính tay tôi đã sửa lại cho cô, cho nên cô nên dồn mọi tâm huyết vào vai diễn của mình. Hãy dùng cảm nhận ngay lúc này của cô để diễn. Phía đạo diễn, tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi. Ông ấy sẽ sắp xếp lịch trình cho cô, không để cô có quá nhiều áp lực. Anh cho tài xế đến đón tôi là muốn bảo tôi về trường quay đóng phim. Tôi không muốn nhìn thấy cô thụt lùi mãi, ngày nào cũng uống rượu tự hành hạ mình. Đến lúc cô phải chấn chỉnh lại rồi, gây dựng lại sự nghiệp cho chính mình, sống một cuộc sống thật tốt. Anh biết tôi muốn thứ gì không?
Tôi muốn anh đưa tôi cao chạy xa bay. Sao có thể chứ? Vì sao lại không thể? Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi mong cô phấn chấn lại. Nào, nhìn vào máy quay. 3, 2, 1, bắt đầu. Một tuần sau đến lấy ảnh. Cô Mai Khôi. Cô có thể ghi tên giùm tôi không? Tôi cũng tưởng ông không xem phim, sẽ không nhận ra tôi chứ. Từ khi cô nhận được giải ảnh hậu Á Châu đó, cả Hồng Kông này có ai mà không biết cô chứ. Tôi già rồi, tôi cũng mệt rồi. Tôi không muốn đóng phim nữa. Tôi không muốn làm ngôi sao nữa. Tuổi càng lớn, trải nghiệm càng nhiều. Câu nói này trước đây không phải cô đã nói sao? Năm đó là mẹ cô kéo theo cô đến đây chụp ảnh salon. Sau đó nói là cô sẽ đi thi cuộc thi sắc đẹp, lại nói cô sẽ đi đóng phim. Cô lại cứ chống đối bà ấy, hét lên không muốn làm minh tinh. Ai biết được, cô hễ đứng trước ống kính lại phấn chấn trở lại, cũng hé ra nụ cười từ tận trong tim. Từ khi đó tôi đã biết cô Thiên Bẩm đã là một diễn viên giỏi. Vậy nên bức ảnh salon này tôi vẫn luôn đặt đó trong tiệm ảnh của tôi. Mong chờ có ngày cô sẽ nổi đình nổi đám, chứng minh con mắt của tôi không nhìn nhầm người. Không ngờ ông lại nhớ rõ đến vậy. Tôi mở tiệm chụp ảnh đã mấy chục năm nay, mỗi một khách hàng đều có một câu chuyện khác nhau. Tôi đều ghi nhớ rất rõ. Thật ra tôi vẫn luôn theo dõi cô. Tuy rằng cuộc đời cô trải qua nhiều sóng gió, có cuộc hôn nhân bất hạnh, mẹ lại gặp nạn, những cú sốc đó cô đừng coi đó là khổ nạn, mà hãy xem nó như cùng vốn trong diễn xuất. Sau này khi cô quay phim, phát huy hết sức mình, tôi vẫn tin rằng cô là thuộc về thế giới phim ảnh. Nhớ lấy, chỉ cần không quên ước nguyện ban đầu, cô nhất định sẽ tìm được niềm vui và thành tựu thuộc về mình trong ống kính. Trong thế giới đó sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp. Lát nữa chúng ta sẽ quay từ góc độ đó, nên đạo cụ hãy bày cho chắc chắn. Được. Cô Mai Khôi, đạo diễn Kiều, tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu rồi. Thời gian này đem đến nhiều phiền phức cho mọi người. Thực sự xin lỗi. Tôi tin rằng sau này tôi sẽ nghiêm túc quay bộ ngày và đêm này. Tôi mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn. Được. Nào, mọi người chuẩn bị bắt đầu. Đạo cụ lấy rượu đến. Không cần, không cần, tôi cai rượu rồi, trước ép nho là được. Được lắm. Vậy mẹ sẽ chết. Mẹ khiến cho con cả đời này sống trong cắn rất lương tâm. Mẹ chết cho con xem. Vậy mẹ chết đi. Mọi việc mẹ làm không phải đang nghĩ cho con, mà là đang dự tính cho riêng mình. Mẹ, con muốn được đi học. Mẹ để ép con đi thi cuộc thi chọn diễn viên. Con muốn được yêu đương với bạn trai. Mẹ lại ngăn cản cấm đoán. Sau đó con thích đóng phim rồi. Mẹ lại ép con đi lấy chồng. Bây giờ chồng con ngược đãi con. Mẹ còn giúp anh ta. Mẹ đừng dùng cái chết để uy hiếp con.
Người ích kỷ như mẹ mới đáng chết. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bà đã từng nói bà mãi mãi không rời xa con. Tại sao ba lại đi sớm như vậy? Con còn chưa kịp nói lời yêu ba. Con chưa kịp báo hiếu với ba. Nhưng mà ba cũng không cần lo lắng cho con. Không ảnh hưởng anh xem phim chứ? Vừa xem xong rồi. Xin lỗi, trước đây không thông cảm với tâm trạng anh. Nói chuyện hơi quá đáng. Tôi không nên ngăn anh đi Singapore. Càng không có tư cách phê bình anh. Thực ra những lời anh nói là đúng. Đúng là tôi có chỗ làm chưa đúng. Thân là ông chủ, tôi nên tự kiểm điểm. Bao nhiêu năm nay anh tận tâm tận lực vì Cố Thị, vất vả cho anh rồi. Nhớ lại năm đó tôi đồng ý gia nhập Cố Thị, cũng là muốn ủng hộ cho giấc mơ của anh, nên tôi luôn tin rằng việc tôi làm là đúng. Nhưng lần này đúng là tôi đã thua anh rồi. Sự kiên trì của anh là đúng. Mai Khôi đã quay trở lại. Bức tranh này đã xem như tương lai của em. Em mong có thể ghi lại những ký ức đẹp nhất. Có những lúc lựa chọn lưu lại ký ức cũng xem như là một thứ hạnh phúc. Anh có rất nhiều ký ức muốn quên đi sao? Mỗi một người đều có những khoảng ký ức không vui vẻ muốn quên đi. Vậy còn em, quá khứ của em có trải qua chuyện gì không vui không? Em luôn cảm thấy nghi hoặc, tại sao em lại không nhớ ra chính chồng mình? Có phải hôn nhân của chúng tôi đã từng xảy ra, chồng em cũng đã từng có tin đồn với một nữ minh tinh khác, có mối quan hệ ám muội không rõ ràng? Anh ta khiến em tổn thương, khiến em mất đi niềm tin vào anh ta. Tuy việc hai người chia cách, anh cũng có trách nhiệm. Nhưng khi mà những thị phi đã im đi, anh ta vẫn như trước. Anh ta không hề bên cạnh chăm sóc em. Đến chuyện em mắc bệnh, anh ta cũng không biết. Cho nên em không cần trách móc bản thân. Anh ta không đáng lưu lại trong ký ức của em. Quên anh ta đi, có lẽ em sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng mà ba cũng không cần lo lắng cho con, vì con biết ba ở trên trời sẽ bảo vệ cho con. Vì sự bi thảm của cuộc đời khiến con trở nên mạnh mẽ hơn, khiến con biết sống tốt hơn. Con sẽ không còn cảm thấy cô đơn, vì con tin rằng ba đã hóa thành một vì sao ở trên trời cao, mãi mãi bảo vệ cho con. Thật hay quá. Mai Khôi nhất định sẽ giành được giải ảnh hậu. Cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh lại. Hôm nay kết thúc công việc sớm.
rồi. Đạo diễn cũng về rồi. Sao cô vẫn chưa đi? Ngày mai có cảnh quay quan trọng. Tôi muốn nghiên cứu lại kịch bản cho nhập tâm hơn. Thời gian gần đây cô diễn rất tốt. Diễn xuất có tiến bộ rồi. Vì không phải tôi đang diễn, mà là chính con người của tôi. Tôi cảm thấy người trong hiện thực mới là giả tạo nhất. Thời gian này tôi đã hiểu ra. Thì ra tôi luôn lẫn lộn giữa phim ảnh và hiện thực. Vì muốn giữ được hình tượng, tôi luôn diễn vai ngay trong chính đời thực. Sợ người khác nhìn thấy con người thật của mình. Sợ người ta phát hiện ra. Thì ra tôi rất yếu đuối. Thật thật giả giả, tôi không phân biệt được rõ khi nào tôi mới là thật. Nhưng tôi rất thích diễn xuất. Vì diễn xuất là gì mà tôi biết làm nhất trong đời. Con người của tôi không làm được việc gì tốt. Tôi không phải là một người vợ tốt. Không phải là một đứa con tốt. Không phải là một người phụ nữ tốt. Thế nên tôi đã nghĩ, tôi nên an phận dưỡng sức thì hơn. Vì đó mới là việc tôi biết làm nhất. Bởi vậy, hôm nay tôi trở lại đây, không phải là vì anh, mà là vì chính tôi. Tôi muốn được lại đứng dưới ánh đèn chớp, nhận được sự ngưỡng mộ của bao người, tìm lại chính con người của mình. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Giờ cô chỉ cần làm việc vui vẻ là được. Anh biết không, thực ra có rất nhiều người nên biết ơn anh. Vì anh tạo nên Rainbow. Anh biến thực giả thành thực, biến giấc mơ thành hiện thực, đem khát vọng đến ngay trước mắt. Biến thực giả thành thực, biến giấc mơ thành hiện thực, đem khát vọng đến trước mắt. Cái gì? Michael mới quay lại, đêm và ngày còn chưa đóng máy, đã cho đóng cửa xưởng phim. Không chỉ riêng ngày và đêm, tôi muốn tạm ngừng hết mọi sản xuất phim, đem xây dựng lại mọi xưởng phim, huy động tất cả của cải và con người. Tôi muốn xây dựng lại hoàn toàn ký ức trong Bích Ngọc. Không thể nào. Suy nghĩ này quá điên rồ. Anh biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nó vốn không thể nào thành công được. Dream World của chúng ta chính là biến cái không thể thành có thể. Chúng ta có thể biến một xưởng phim thành một đại quan viên. Tại sao không có thể thành một xưởng phim thành một công viên hàng ngàn ở Singapore? Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào chuyển công viên hàng ngàn đến đây. Dương Mai, theo như ảnh của Dương Tịnh, công viên hàng ngàn Singapore gần như có thể tái hiện lại ở xưởng phim chúng ta. Bây giờ đã bắt đầu sắp xếp xây dựng xong rồi. Dương Mai, cậu có còn nhớ không nơi lần đầu gặp Tiểu Ngọc không? Cô không sao chứ?
là ở một tiệm quần áo tây. Nhầm rồi. Cậu xem tấm ảnh này đi. Hôm nay trong lúc tôi sửa soạn mấy tấm ảnh ở công viên Hàng Ngạn đã phát hiện ra. Tiểu Ngọc, chụp không đẹp lắm, lại tấm nữa đi. Sau đó tôi phát hiện cô ấy cứ nhìn mãi về phía bên cạnh, nhưng khi đó tôi cũng không để tâm lắm. Tiểu Ngọc, giờ nhìn lại mấy tấm ảnh này tôi mới biết thì ra là có cậu. Cậu có ấn tượng gì không? Em nhớ khi đó có hai đứa trẻ không cẩn thận làm lật ngược chiếc xe đạp. Bạn nhỏ, không sao chứ? Không sao ạ. Tình nhóc này. Tiểu Ngọc, chụp không đẹp lắm, lại tắm nữa đi. Trên thực tế, cậu đã sớm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Tiểu Ngọc rồi. Sau khi cô ấy mất trí, người khó quên nhất không phải là ai khác mà chính là cậu. Em biết là cô ấy vẫn chưa quên em. Đời người quan trọng nhất là thứ gì? Là mơ ước cho tương lai hay là hồi ức đã qua? Tôi nghĩ có lẽ đó là một bộ phim thuộc về chúng ta trong hiện thực. Tiểu Ngọc, em mãi là nữ chính trong cuộc đời của anh, vì đó là ước hẹn của chúng ta. Em sẽ mãi luôn ở bên anh, nắm tay anh cho đến khi già, đi đến tận cùng. Bất kể là giàu hay nghèo, sống ốm đau hay bệnh tật, luôn nắm tay nhau, cùng nhau già đi, không tách rời, không chia xa, không phân ly. Một tháng sau, tôi cũng đã rời khỏi Cố Thị rồi, không còn thuộc quyền quản lý của anh nữa. Suýt nữa tôi quên mất. Đến khi đó, anh sẽ trở thành đối thủ của tôi rồi. Tôi nghĩ anh sẽ không bận tâm điều đó. Tất nhiên là không bận tâm rồi, chỉ là chưa quen cho lắm. Tôi tin rằng Cố Quân cũng sẽ đủ năng lực thay thế tôi, tiếp tục trợ giúp anh. Nhưng không hiểu tôi bằng anh. Phải, tôi hiểu lòng anh, nhưng lại không cùng suy nghĩ. Thực ra chúng ta đều yêu điện ảnh, chỉ là không cùng quan điểm mà thôi. Theo tôi thấy, điện ảnh không chỉ là một thứ nghệ thuật, nó cũng là một mối làm ăn, nhất định phải thu chi cân bằng. Theo cảm nhận của tôi, điện ảnh vẫn mãi là một giấc mơ. Ở xã hội hiện tại, đúng là cần những người như anh, có ước mơ, là người kiên trì với giấc mơ của mình. Nếu như giống như tôi, chỉ xem trọng thời gian và lợi ích, điện ảnh sẽ không bao giờ tiến bộ, càng không thể có bộ phim rung động lòng người. Nhưng chỉ biết ước mơ cũng đâu được, cũng cần có đủ nguồn vốn mới quay ra những bộ phim hay. Cho nên chủ trương của chúng ta là mỗi người một lý tưởng riêng, không phân biệt đúng sai. Anh là một thiên tài hiếm có, anh có thể khuấy động với điện ảnh này lớn mạnh. Đó là phúc phần của khán giả. Vậy tôi sau này phải cạnh tranh với anh trong giới điện ảnh rồi. Tôi lại có một suy nghĩ như này.
chỉ có cạnh tranh, không đấu đối được chứ. Tôi vẫn cần có một người bạn thường xuyên xem phim cùng tôi. Được. Chị Mai Khôi, chị thực sự không bận tâm diễn vai người mẹ. Tất nhiên là không bận tâm rồi. Cô tưởng rằng tôi còn thích hợp đóng vai tiểu thư quê cát sao? Hơn nữa là bộ phim mới này có tên Đồng Mẹ Nhân Từ Dưới Gầm Trời Đáng Thương. Vai diễn người mẹ của tôi cũng là vai nữ chính. Tôi muốn thử thách với diễn xuất của mình, tạo bất ngờ cho công chúng. Vậy nói không chừng chị Mai Khôi có thể giành giải ảnh hậu, đẩy sự nghiệp lên một bước tiến mới. Mai Khôi, thế nào? Có hài lòng với tạo hình này chứ? Tôi rất hài lòng. Nhưng tôi cảm thấy màu bộ trang phục này có phải hơi tối không? Lên hình sẽ không đẹp lắm. Được, chúng ta cùng nhau bàn bạc thêm. Hoa này là tặng cha vậy? Tất nhiên là cô rồi. Nhưng mà không phải do tôi tặng. Là ông chủ cố tặng đúng không? Đúng vậy. Anh ấy còn có một chuyện vui bảo tôi nói với cô. Bộ phim Ngày và Đêm chúng ta quay đã lọt vào trong liên hoan phim Pháp. Bó hoa này là ông chủ tặng để chúc mừng cô. Cảm ơn anh đã tặng hoa cho tôi. Nghe nói anh muốn tái hiện lại công viên hàng ngàn ở Singapore. Vì vợ tôi muốn tìm lại ký ức cho cô ấy. Vợ anh đã không nhận ra anh nữa. Không phải anh đã nói rồi sao? Người phụ nữ anh yêu thương rất giống tôi. Tại sao anh lại không thể chấp nhận tôi? Tôi rất cảm kích tình cảm cô dành cho tôi, nhưng tôi không thể đón nhận nó. Tôi thừa nhận tôi có cảm giác rất khó nói ra với cô, nhưng đó không phải là yêu, là thương xót. Tôi đánh giá cao tài năng của cô, khâm phục sự kiên cường của cô, cũng thương cảm với những gì cô đã trải qua. Có những chuyện tôi mong anh hãy chân thành nói với tôi. Anh có từng yêu tôi chưa? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em đã nhớ ra anh. Thì ra chúng ta đã sớm xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, ươm mầm cho tình yêu chúng ta. Anh tin rằng đó chính là duyên phận trời định. Em nói có đúng không? Tiểu Ngọc, anh nghĩ nhất định em sẽ muốn đến công viên hàng ngàn ở Singapore, nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Anh đưa em đến đó có được không? Thật sao? Anh không lừa em đó chứ? Nào, ngồi chắc đó.
bà xã. Tặng cho em. Ông xã, cảm ơn anh. Bà xã, em xem kìa, có cầu vồng. Người đời sau họ gọi tôi là ông trùm phim ảnh. Họ nói tôi là quốc vương đã tạo ra đế chế phim ảnh, mở ra thời đại kim hoàng. Nói cả đời của tôi cũng là một phần trong lịch sử phim ảnh của người Hoa. Thành công danh toại cũng chỉ là phù du, rồi cũng sẽ tan biến. Điều tôi mong ước nhất là xứng đáng với công chúng, giữ được ước mơ của chính mình và người yêu thương bên cạnh mình. Đó cũng là chuyện mà bản thân tôi cảm thấy xứng đáng, cũng có khả năng để giúp đỡ được nhiều người khác. Đó cũng là tâm nguyện của Tiểu Ngọc. Tôi muốn để cô ấy được thấy khi ốm đã có bác sĩ, việc học đã có giáo viên, khi khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Ngày mai tươi đẹp, tôi tin rằng ngày đó sẽ mau đến thôi. Đó sẽ là thời đại tươi đẹp nhất. Thank you.